Xin chào các bạn. Đây là hiện giờ là hai vợ chồng mình đang ở downtown của thành phố Chicago. Rồi viện bảo tàng hai vợ chồng mình đi là nằm đó. Đấy, có lá cờ đằng sau đó đó. Đó. Đằng lá cờ đằng kia. Đó là viện bảo tàng. Hai vợ chồng mình sẽ đi viện bảo tàng ở đó. Còn gần xung quanh đây cũng có nhiều cái danh lam thắng cảnh, ví dụ như cái aquarium, cái hồ cá này, rất nhiều loại cá khắp nơi, biển có hồ cá. Các bạn thấy bên phía bên kia đó lại có một cái danh lam, một cái nơi người ta thường đi chơi khác, gọi là Navy Pier. Đây là khuôn viên đằng trước của cái viện bảo tàng lớn của thành phố Chicago. Thì đây trước đây các bạn thấy nó có cái tượng của con khủng long xưa, con dinosaur đó. Vàng này các bạn, nhìn đã không? Rồi nguyên một, nó gọi là gold nugget chứ. Cô người Việt Nam tặng cho cái viện bảo tàng cho cô Nguyễn Thúy Nguyễn hay là Thủy Nguyễn gì đó, không để dấu mình không biết, tặng cho cái viện bảo tàng. Còn cái cô Nguyễn Thủy Nguyễn hoặc là Thúy Nguyễn tặng quá trời cho cái viện bảo tàng luôn các bạn. Ở đây họ cô này cũng tặng một số loại diamond nữa này. Đó, tổng cộng hết là 27 carats, 27 carat. Đây, các bạn thấy không? 27 carat. À, đây nó để ở đâu nè nè. Thúy Ngô Nguyễn là Thủy hay Thúy Nguyễn gì đó. Một 27 carats. Đây là cái đồ, những sản phẩm cô ta tặng cho cái viện bảo tàng. Các bạn cô Thủy Nguyễn gì nữa cũng tặng thêm một cái vòng kẹo, cái đeo cổ là cái necklace viên kim cương không ha, tổng cộng là 4 carat. Và bên này nữa, Thủy Nguyễn cũng kim cương nữa, 22 carat. Cô này giàu quá, cô tặng hết tặng rất là nhiều nữ trang cho cái viện bảo tàng. Từ trên nhìn xuống cái nữ trang mà cô Thúy Nguyễn gì đây tặng cho viện bảo tàng, cô người Việt tặng cái nhẫn, với cái kia là này cũng chả biết làm gì, chắc là đeo nữ trang đeo trong cổ thôi, một xoàn không à. Đây nữa nè, tặng cái nhẫn với lại cái nữ trang cách đeo trên cổ đó ha, 8 carat. Cái này là 8 carat. Đây rồi, cái này 7.50, chạy 7.42 carat nữa, cũng diamond. Cái miếng diamond ở giữa là 7 carat đó các bạn, 7.42 carat đó. Đại đa số những cái hộp thơ ở đây đó là cô người Việt này tặng cho cái viện bảo tàng ở đây các bạn. Đây nè, ngoài trừ hai cái bên phía bên này thôi, ngoài trừ hai cái phía bên này thôi là không phải, còn tất cả phía bên kia trở lại là nữ trang của cái cô đó tặng cho viện bảo tàng. Wow, các bạn thấy ở đây nữa nè,
lại cũng có cô này luôn, Ruby và Diamond có đây, các bạn thấy không, Ruby Diamond 0.7 carat với cái kia là 2-3 carat, cũng cô này tặng cho viện bảo tàng luôn đây, 23 carat 0.7 carat đó. Đây các bạn, này là con Tyrannosaurus Rex, người ta gọi là T-Rex, con này là con tên Su á các bạn. Người ta đào lên thì cũng đặt tên Su, thì đây là chỉ có replica thôi, nó bỏ trong viện bảo tàng của phần phố Chicago gọi Field Museum. À, hồi xưa là nó đào được con này lên là nó làm rùm đen hết, tin tức á, rùm đen lên hết. Giờ đến đây là dinosaur, hồi trước mình Việt Nam cứ gọi khủng long đó, ha, người khủng long. Đây những bộ xương. Cái này là replica thôi chứ không phải là loại thật. Nhưng mà đây là những xương của những con dinosaur người ta tìm được. Dựng thành cái replica. Con mình cũng thời gian lắm ơi, mấy con này. Dạ. Ba cái sừng nữa. Cái sừng quá khổng lồ luôn. Sừng khổng lồ luôn. Đúc con ăn ha. Đây cái đầu của nó. Đây. Những động vật sau khi mà dinosaur diệt chủng thì những động vật khác nó lên. Đấy, con dần dần rồi đến những cái loại vườn. Xong rồi đến người Neanderthals đây. Đây Neanderthals human này. Con voi, voi lông á. Và đây những con thú vật ở bên châu Phi á. Đây các bạn, đây là hai con sư tử mà trong bộ phim The Ghost and the Darkness. Và trong bộ phim đó, đó là nó nói là con hai sư tử đó nó giết rất là nhiều người, những người mà đi làm cho cái xe lửa, làm những cái đường rầy xe lửa đó, giết hết tổng cộng 28 người. Thì có ông Lieutenant Colonel John Patterson đó, ông giết được hai sư tử đó thì ông đây, mang về bỏ trong viện bảo tàng của Field Museum.
này nó có lưu lại đây. Giết 28 người railroad workers, những người làm đường ray xe lửa. Cái phim rất là rộng ràng. Các bạn mà nếu có dịp á, nên tìm cái movie, tìm cái phim nó xem. Thì hát vào thì chứ sao? Đây là những cái nữ trang của Ai Cập á, thời cổ Ai Cập á. Các bạn rất là sạch sẽ. Đi mình cảm thấy nó rất là an toàn. Không có sợ sệt gì hết.